chị khóa vào nhà em nè, chị cứ về nhà em ngủ nha, tối nay em đi với anh Tiên. Tự nhiên không mình đi về nhà mà về với thằng này, tự nhiên như vậy. Chứ không, hắn nói em biết đâu nha, chị phải có trách nhiệm nha, tại em không có về nhà được á, em cũng gỡ báo với mẹ là không về nhà. Mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào. Vâng, em anh Khoa, nghề nghiệp mọi người biết đến là ca sĩ, và vợ em. Thật ra là anh chưa biết anh Khoa năm nay bao nhiêu tuổi luôn á. Đúng rồi đó. Em sinh 84 ạ. Khoa 37 hả? Dạ. Em ơi, em trẻ hơn so với cái tuổi á. Nhưng mà quê của Khoa là dạ, ở quê... Cam Ranh. Em ở Cam Ranh, em vô Sài Gòn lâu chưa? Em vào Sài Gòn 2003 ạ. Vừa tốt nghiệp xong phổ thông là em vào kiếm một cái cơ hội làm việc ở đất Sài Gòn. Đi hát. Dạ. Đi hát thì đúng là nó là một cái không biết là duyên hay nợ nữa. Đi để tìm một cái cơ hội để trả 4 tháng tiền phòng trọ còn thiếu. Ai về đi thi cái giải nhất rồi cứ nó quay vòng vòng hoài tới giờ luôn. Rồi có nghĩa là nghề chọn em rồi đó. Dạ. Cái duyên đó chứ không có nợ đâu đó. Rồi còn em. Dạ em tên là Thùy Trang. Năm nay em 42. Nghề nghiệp của em là từ ngày em cưới bạn Khoa xong là em là nội trợ. Mà dạ, trước đó là em làm nghề gì? Trước đó em làm công ty nhà nước bên hàng hải. Nhân viên văn phòng y chang vậy luôn nè chị. Dạ. Anh Khoa và Thùy Trang xin gửi lời chào đến quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Đúng giờ là biết nhau nhưng mà chưa biết về câu chuyện tình yêu. Đúng của em rồi. Cô này lúc biết em không có ghép được cái hình của em với lại cái tên ông anh Khoa ở Sao Mai. Lúc em gặp bạn này lần đầu tiên là em đi chơi với bé Tăng Thanh Hà. Bạn này thì đi với sư phụ của bạn này cũng đi cà phê. Đó ra em ngồi nói chuyện chờ chăn mây gió hồi anh nói, ủa em biết thằng này không? Thì em nói không. Cái sao nó Khoa, Phạm Anh Khoa, Sao Mai năm vừa rồi em nói. À, có đọc tin nhưng mà tại không có coi cái mặt nên không biết là người này. Có nghĩa là gặp nhau là qua gọi là qua các người bạn. Nhưng mà Khoa thì là biết Hà Tăng lúc đó không? Em có biết và hơi xấu hổ là thực sự là đến đó với cái mục đích là tan tỉnh Hà Tăng. Không ngờ lại bị dính châu bên này. Vậy hả? Có lẽ là nó còn đến thêm một cái bữa nữa, nó gần như là bữa chốt hạ. Thì là Hà Tăng rủ em về quê của Hà Tăng chơi. Nhưng mà không ngờ trong chuyến đi rốt cuộc lại không phải có hai người mà có một kỳ đại cảnh mũi. Thì là trong chuyến đi đấy thì mình mới để ý kỹ, nhận ra là cô này có một cái gì đó nhẹ nhàng, có một cái gì đó nó tinh tế ẩn đằng sau cái vẻ im lặng một cách lạ thường của cô này. Đó là sự thu hút của người phụ nữ. Nhưng mà ông quyết liệt gì ông để trong lòng á, mình đâu biết đâu. Em thì không, thì không, với lúc đó em không nghĩ gì hết. Đi chơi thì thật ra đây như một cậu em trong nhóm vậy á. Sai này sai kia giỡn, tại bạn này rất là vui. Có bạn này vẫn bắn nhắn rồi bạn vui lắm. Vì mà nhiều năng lượng quá, mệt quá nên em cũng không quan tâm. Cho đến một lần là em nhớ hồi em tổ chức đi cắm trại ở ngoài Nha Trang, bạn này có show diễn ngoài đó. Cái thế là đụng nhau tối đó, cả đám ngồi thức nói chuyện với nhau. Thì Khoa tiếp cận để hỏi chuyện là thấy lạ quá, nguyên đi chơi với nhau gần cũng mấy tháng trời mà sao thấy em ít chia sẻ. Có nghĩa là Khoa là người không biết về em nhiều nhất. Thì ngồi chia sẻ nhiều, chia sẻ đã đời xong cái tưởng là bạn sẽ thông cảm, bạn sẽ nói với mình, bạn phá một câu, em nghĩ chị bồ bỏ chị là phải rồi. Nhưng lúc đó là em đã có người yêu rồi. Trước đó là em đáng lẽ em kết hôn. Nhưng mà em hủy hôn trước ngày cưới khoảng 6 tuần. Nên em có một khoảng thời gian là em không có quan tâm tới chuyện tình cảm nữa. Có nghĩa là em đã đóng cái gọi là trái tim mình lại. Trong mấy năm thì em gặp bạn Khoa? 2 năm sau. Còn coi như là bạn Khoa là sau cái đêm đó là coi như là gục ngã với người phụ nữ này chưa? Cô này nhìn có vẻ buồn nhưng thấy cô chả có lo lắng gì cả. Nên là cái buồn này nó có vẻ bí ẩn. Thế thì là sau khi biết cái câu chuyện tình cảm của cô ấy và mạnh dạn hôn môi cỏ. Trời ơi. Mình thấy có vẻ đồng cảm cho nên chỉ là muốn chia sẻ bằng một cái nụ hôn thôi. Hôn xong rồi cái thấy cổ hôn vụng về quá, cái mình nói bồ bỏ là đúng rồi. Hiểu vậy. Câu đó phải vụng về mà tự nhiên cái không đùng mình đẹp, rối đúng không? Mình bị rối, mình chưa có nghĩ gì hết. Chưa có đón nhận. Dù gì thì em vẫn phải có kỹ năng trong mọi tình huống. Trời ơi. Tự nhiên hai người bạn mà đang vẫn lúc còn chị em cơ. Nhưng mà chị hỏi là sau đó nữa
nó hung lại nữa không? Hay là lúc đó mắc cỡ quá, xấu hổ quá rồi mặt ai đó, chạy về phòng? Sau đó là thôi là không có liên quan nữa. Bạn vẫn có xuất hiện, xong mình cũng không quan tâm. Thì có một hôm đó đi một quán bar, thì cái cô bé bạn trong nhóm mới nói chị ở lại với em đi, tự nhiên đi về cái giải tán hết à. Cái mình nói thôi ở lại rồi hả, chị về trễ rồi, ba chị đợi cửa rồi, nằm mệt lắm, ngày xưa con gái ngoan lắm, đi đâu là phải về nhà chứ không có đi. Nó nói thôi tối qua nhà em ngủ rồi mai đi làm lấy đồ của em mặc. Cái mình nói ok, vậy để gọi điện về nói với ba tối nay qua nhà em ngủ. Ông này tự nhiên đâu đứng nghe nó khoái luôn. Tự nhiên cơ hội đây rồi. Em cũng muốn qua nhà chị ngủ, đâu ai rủ đâu, mà tự nhiên, nhưng mà về mẹ em cũng la, về trễ mẹ em la. Xong đến lúc đi về cái tự nhiên nhỏ nó ra, nó chị khóa vào nhà em nè, chị cứ về nhà em ngủ nha, tối nay em đi với anh kia. Tự nhiên không, mình đi về nhà mà về với thằng này, tự nhiên như vậy. Cái ông Khám nói em biết đâu nha, chị phải có trách nhiệm nha, tại em không có về nhà được á, em cũng gỡ báo với mẹ là không về nhà. Cái nhỏ em nó mới chọc, nó nói thôi bà ơi cũng ế quá rồi, lớn tuổi rồi, ăn được ăn đi, kiểu giỡn đùa vậy đó. Say cũng xỉn xỉn rồi, cũng thời điểm đó cũng mình cũng nghĩ thôi lớn rồi đâu vấn đề gì đâu. Về tắm rửa thay đồ rồi mình nghĩ mình cũng sexy lắm, xong mình cũng nghĩ lại cái vấn đề hồi ở Cam Ranh. Chê mình, nói mình chê hả? Chê chị hả? Chê cui hả? Chê cui, nói tôi hung vậy là bồ bỏ rồi nọ. Trong đầu là mình nghĩ là tự ái đó. Tự ái, hôm nay mình sẽ chủ động, mình sẽ đến lúc ra bản thì bản ngồi ở trên giường, bản cũng chỉ bình thường thôi này nọ. Cái mình ỷ mình say mà đang xỉn xỉn rồi, cũng giả bộ ra ngồi, cái leo lên người cái bạn này chứ chị làm gì em vậy. Em bị quê chị, em quê quá luôn á, cái em từ từ em bò xuống. Nhung, trời ơi, thật sự là cái câu chị làm chị làm gì em vậy, thực ra là em bị bất ngờ thật. Này thích là, đi săn cho nên chị thích là chủ động cảm thôi. Giác mà mình đang ở đó và bị rơi vào tình huống giống đó, như là mình bị là một con mồi. Và không những vậy, đến sáng hôm sau kìa, nó mới là tức, ngủ dậy thì cô này ngồi sẵn ở bàn trang điểm đầy đủ quần áo chuẩn bị đi làm và phán câu xanh rờn, mình người lớn hết rồi nha, nhà ai nấy về và coi như chưa có gì xảy ra. Xuống em mở cửa ra em đi về, mà trên đường đi về em đầu suy nghĩ tức quá, ủa sao kỳ với ta, sao mình giống như con gái vậy đó. Bé gái bị hái hoa bé gái. Thực sự quyết tâm thay đồ tắm rửa quay lại nhà. Còn em thì sao? Định chuẩn bị đi làm thì bạn này quay lại bấm chuông, nhất định không cho đi làm, nói em phải ngồi nói chuyện nghiêm túc về cái việc này. Mình nói trời ơi, đâu mình nghĩ là đi bắt ờn. Đi bắt ờn. Mình nói ôi xung kỳ vậy, mình nhớ là trong phim là thường vậy là xong rồi, xong mà bỏ chạy đi người, xong mình đưa em đi. Tự nhiên giờ có cái chuyện rồi nói chuyện nghiêm túc nữa là làm sao. Có một khoảng thời gian là em giãn cách em với bạn này luôn, em tránh mặt. Tại vì em nghĩ là không có kết quả. Thứ nhất nhỏ tuổi, thứ hai là nghệ sĩ, gia đình em là không có liên quan luôn á. Thì bạn này lì lắm, vì ngày nào cũng nhớ hôm nay sao không ai nhớ mình, rồi không ai nhắn tin cho mình, rồi kiểu rồi nhiều khi đang đi làm cái nguyên đám đó em mê quỷ nó đứng đợi dưới nó kìa, lại thấy ổng chạy vết ba bạch, em đứng ở em ở trên lầu 5 á, là thấy đợi ở dưới công ty. Anh hỏi Khoa nha, em là một ca sĩ nổi tiếng, chắc chắn là em cũng sẽ có rất nhiều cuộc tình, nhưng mà tại sao em lại chọn người chị này? Có nhiều cái điều mà đáng trân quý lắm ạ. Và nếu mà nói không phải để khoe thì là vợ em từ nhỏ còn được mẹ vợ dạy đặt quyển sách ở trên đầu để đi giữa hai hàng gạch cho thẳng dáng. Về đến nhà là thấy tấm bồn có hoa hồng nữa kìa, sướng lắm. Nhưng mà khi về với chồng thì là tập hết tất cả mọi thứ từ đầu. Và sau đấy thực sự là gánh vác cuộc đời của em. Cô này cổ rất là thầm lặng và tinh tế, cổ giải quyết những cái vấn đề khi mà cả hai đứa còn chưa đến với nhau cơ. Lúc đó em có một cái trục trặc trong việc giải quyết hợp đồng với lại công ty chủ quản, thì là em có kẹt một số tiền mà em đùa rằng là cô này cổ cho vay, bây giờ cổ lấy lại nặng quá. Cổ lấy lại cả cuộc đời. Thì là cổ lặng lặng giải quyết đằng sau cho mình, và chỉ thông qua cái việc thấy mình đang đi chơi cùng với hội mà mình lại bỏ về cái mới gọi chai nước suối ra thôi. Mình có hơi khó khăn trong chuyện tài chính, chắc vậy. Và cổ nhận ra được việc đấy. Ban đầu em còn biết là bạn ấy còn nói dối ba mẹ là ở đang quen một người Tây,
chứ không phải là người Việt, tại vì là có rất là khó là... để chia sẻ. Là lúc... em giấu gia đình hả? Dạ, cái thời điểm lúc phải đi qua đêm rất là nhiều thì là ba mẹ phải hỏi, tại đâu có cho phép đâu. Cái việc mà anh nghĩ rằng là dù gì cũng sẽ chọn em là người bạn đời nó đến từ chi tiết nào không? Không. Này mới nói đúng không? Em chỉ biết là có một lần em hơi gặp vấn đề gì đó, em về ở nhà em chui vào trong phòng làm việc của mình đóng cửa lại, em cứ ở trong đó im lặng cả ngày, ở trong đó em làm cái việc của em. Thì tới lúc em mở cửa ra thì em thấy nhà cửa được dọn dẹp tinh tươm như có cô tắm vậy. Nấu nướng không làm phiền em, cũng không thắc mắc, cũng không quan tâm theo cái lối gọi là xen ngang những cái chuyện mình đang giải quyết và rất tôn trọng cái đấy. Thì em nói tìm đâu nữa trời. Đây rồi. Thật sự cái chi tiết đó đối với em nó thuyết phục lắm. Tại vì cơ bản em nghĩ vợ chồng nào cũng vậy, rồi sẽ đến lúc mình bước đến những cái giai đoạn mà khó khăn. Và việc đầu tiên em nghĩ cần tôn trọng cái hướng giải quyết của đối phương theo cái cách của đối phương trước đã. Và cơ bản một người luôn dồn hết tất cả mọi tâm huyết của em cho một cái đam mê duy nhất, đó là nhạc. Thì là em biết là sẽ có nhiều cái điểm giới hạn mà mình không thể chia sẻ được hết với vợ. Cho nên em luôn mong cầu rằng đến lúc mà mình không thể chia sẻ được thì hãy tôn trọng cái cách của đối phương ở cái không gian riêng của đối phương. Và em thấy em mết lòng cô này với tất cả mọi khía cạnh. Ủa, vậy là tụi em quen nhau cũng lâu rồi đúng không? Đến giờ là 12 năm ạ. Tụi em biết nhau, yêu nhau là khoảng 4 tháng. Là cưới nhau. Là cưới nhau. Lý do gì mà cưới nhanh dữ vậy? Bác sĩ cưới cưới. Thì lễ tình nhân 14 tháng 2 thì bạn ấy đưa cho em một cái que thử thai. Hai bạn, em đang ngủ sáng sớm, em mở mắt ra em nhìn, em hỏi cái gì vậy? Thật ra lúc đó bản thân em là em không có ý định giữ. Nói thật đến giờ em vẫn rất là ân hận vì cái thoáng cái suy nghĩ đó. Bởi vì thời điểm đó em vẫn còn nói dối ba mẹ là em quen người nước ngoài. Để ba mẹ em cũng thoải mái cái việc là đi qua đêm. Xong em nghĩ nhưng mà vẫn muốn thử. Thử coi bạn này khi biết tin là có ấy thì sẽ phản ứng như thế nào. Ông nói hai vạch là có hay không có. Em nói là có. Lúc đó là em không biết thiệt hay sao? Không biết hả? Để xuống ngủ tiếp anh. Cái xong mình nói là sao đó, cho ngủ tí đi rồi tính. Sau đó là bật dậy thấy gọi điện cho mẹ của Khoa. Nói mẹ con trai cưới vợ, mẹ sắp xếp vô làm đám cưới. Mẹ Khoa khóc quá trời luôn. Tại mẹ chưa... bảo là mới có bắt đầu con đường sự nghiệp tuổi, mà mẹ còn chưa biết là ai. 21 tuổi luôn. Tự nhiên bây giờ mẹ bảo mà cưới vợ là sao? Ồ, vậy hả? Thì là thông tin đối với cả hai gia đình đều là rất là sốc. Tại vì bên gia đình nhà vợ em thì cũng mong cầu là môn đăng hộ đối. Cho nên là rước dâu mà thấy con rể nghệ sĩ nghèo thì buồn lắm. Em nói chuyện trước với mẹ. Thì tối ăn cơm cả gia đình thì em chia sẻ thật là con đang quen một người là nghệ sĩ nhỏ hơn con 6 tuổi. Mai con muốn dắt về giới thiệu với ba mẹ. Thì mẹ cũng nói thì cứ dắt về đây rồi tính. Dắt về ông này em chào mẹ em 3 tiếng mẹ em không trả lời. Mẹ em cứ đứng chặt gà vậy nè. Đứng chặt gà giống giận mặt. Nhưng mà lúc đó là em vẫn chưa nói là có bầu đúng không? Bạn này là người nói. Đến lúc vô bạn này con chào bác 3 lần thôi. Cái mình vô nói mẹ bạn con chào mẹ kìa. Nói vâng tôi nghe rồi. Ông này em nhảy nhảy vô bác có cần con giúp gì không? Biết chặt gà em chặt đi. Chặt luôn. Chặt nát con gà luôn bà gà quay qua chửi tại quá đây, trời. Tại đây bà đang chặt dữ rồi để con thầy vô bác là bà giữ, con giữ nha. Là bà càng ấn tượng nữa đó. Xong rồi ăn đó là ăn vét sạch cơm, nồi cơm vét sạch luôn. Có nghĩa là mà kiểu không có một cái khoảng cách và không hề cảm thấy bị áp lực hay cái gì á. Xong cái ba cũng nói bác thích mày rồi đó. Rất là như là bác trai thích rồi đúng không? Nhưng mà sau đó bác nói là nhưng mà bác nghĩ là tụi bay chỉ nên làm bạn với nhau thôi. Con yêu đương gì nhỏ này nó vậy thôi, vài năm nữa là nó hết đẹp hết rồi, rồi hết nhan sắc này nọ rồi mày lại chán rồi sự nghiệp mày mới bắt đầu à con trai, kiểu khuyên á. Yêu nhau rồi nhiều cái lắm con ơi, nó cản trở sự nghiệp rồi nọ. Hay không? Cái ông này ông nói chứ không sao bác, nếu mà lấy vì đẹp thì con không có lấy mây. Nói vậy sốc vậy. Sốc mà ông này không chỉ sốc. Ba thì ủng hộ, mẹ thì phản đối kịch liệt. Bao nhiêu lâu thì mẹ mới chấp nhận? Chắc phải 2-3 năm sau á. 2-3 năm sau. Nhưng mà thời điểm đó là được cái là Khoa bắt đầu chịu đi làm, đi show. Và Khoa được bao nhiêu tiền diễn là đem về. Mẹ giữ giùm con để vợ con sanh em bé rồi nọ.
thì bà già kiểu thấy là à, nhưng mà kiểu không biết ai binh cho đó, cứ đem về gửi cho nhờ mẹ gửi tiết kiệm. Trời ơi, anh vay em cứu đầu tiên anh trả hết xong hoài cứ gửi cái mẹ nói thôi nó cũng chịu đi làm thì cũng được. Bây giờ thì sao? Bây giờ là binh mà ví dụ hai vợ chồng mà về là nguyên mâm cơm toàn món Khoa thích hơn. Rồi như vậy là hai bạn là có mấy cháu? Dạ hai đứa. Hai cháu. Vậy là bé lớn năm nay là cũng 12 tuổi. 12 tuổi. Bé nhỏ còn là 7 nhỏ. Tuổi. Hai vợ chồng là cuộc sống là có mọi thứ nó cứ có biến cố gì không? Hay có biến cố gì không? Hai vợ chồng đã định ly dị rồi. Thì lòi ra thứ hai. Cũng nên thẳng thắn rằng là cũng như ba cặp vợ chồng khác thôi. Thì cái lối đi cũng như là mọi thứ định hướng cũng như là cái mong đợi của em nó quá khác so với lại Trang. Nên là va chạm là chuyện rất là thường xuyên. Các cặp vợ chồng hay cãi nhau thì có thể mới lại ở với nhau đến cùng ấy. Khắc khẩu đó. Bọn em có lẽ là một cái ví dụ điển hình. Tính em là bạn Khoa cứ nói hết. Ngay thời điểm đó em có thể là em ok, em đồng ý với những cái điều Khoa nói. Sau đó em viết thư. Em sẽ viết thư lại, em sẽ thấy vậy. Xong em để cái thư đó. Khoa thì lại là cái người cực kỳ thích đọc thư tay. Tôi sẵn đó em nói luôn tật xấu của Khoa cho chị nghe coi. Chứ mà chị là coi như là chỉ biết bản trên sân khấu thôi á, là một người giàu năng lượng. Rần rần gì đó. Cực kỳ nóng tính. Cái dòng nhạc này cái là dòng nóng này tính không thể nào mà không thể nào mà ra mà nhẹ nhàng được hết. Nóng và có nghĩa là đôi khi cái việc nó chỉ đơn giản, em nghĩ là chỉ cần mỉm cười một cái, nói một cái cũng xong, mà bản là bản phải kiểu là gần như là nói chuyện gần như fighting và tạo cho người ta một cái áp lực rất là nặng nề và thiếu điều muốn đánh nhau luôn á. Có quăng đồ, có ném đồ luôn gì? Có anh ném. Khi nóng tính có lòi cái giọng cam ranh đúng ra không? À, đúng rồi, cãi nhau là nói rặt giọng cam ranh đúng. Nhiều khi đang cãi nhau em đứng em mắc cười quá em cười luôn á chị. Họ còn gì nữa? Em nghĩ cũng nhiều người biết rồi nhưng mà nói luôn, mê gái có. Bây giờ đỡ chưa cơ? Không, bây giờ thì đỡ rồi đó. Bản thân em khi đến với bạn này á, nói chung cái sai của mình là chiều bản, tự mặc định luôn chuyện đàn ông chăng hoa là chuyện bình thường. Cái sai đó là cái mà mình không lường trước được. Tự tin quá đó. Nhiều khi bạn bè thấy chồng mày ngồi cà phê với ai nè, hoặc là thấy chồng mày chở ai nè, mình nói đâu vấn đề gì đâu. Có nghĩa là đối với em cái chuyện ngồi cà phê với nhau, sao động với nhau là chuyện kiểu chọc ghẹo nhau là bình thường. Thực ra nếu như em không phải như là em đã từng thì có nhiều khi tụi em lại ly dị rồi. Không, cái đó là thực sự. Lúc đó là em mới có 27 tuổi mà em đã có những cái suy nghĩ như vậy là em quá hay. Chị là đến cái lúc chị 30 mấy tuổi chị mới có được cái suy nghĩ như em. Cái đó chị nói nghiêm túc. Tại vì lúc Khoa nhỏ quá mà. Lúc em Khoa phải có một cái đồ thị để mà cho cậu ấy khám phá chứ. Xong. Mà đã vậy bạn này còn là nghề nghiệp, bạn này ca sĩ, bạn này lại đang nổi như không cô. Không thể nào mà né fan được. Không thể nào né được. Cho nên là theo chị thì cái cách của em lại là cách đúng trong trường hợp của vợ chồng em. Đúng không chị? Lạc mềm buộc chặt là đó đó. Đúng, lạc mềm buộc chặt không chị nói nghiêm túc. Đó, cái câu đó rất chính xác. Nhưng mà sau một số những cái biến cố thì em với Khoa ngồi lại. Thật ra tụi em cũng phải cảm ơn những cái biến cố xảy ra cho vợ chồng em. Tụi em ngồi lại. Mình sai cái gì? Cập nhật đúng không? Mình đã bỏ qua cái vấn đề gì để nó mọi thứ nó xảy ra nó nghiêm trọng đến như vậy. Thời điểm đó em nghĩ Khoa cũng buồn, bản thân em cũng buồn. Thì chị nghĩ là ai cũng có những cái lúc như vậy thôi. Và ăn thua là mình giải quyết như thế nào. Giờ rồi. Tới em đó. Cô ấy có thật xấu có gì không? Thật xấu gì không? Khoa. Cô hay đưa ra những cái thông tin rất là dị bản. Chẳng hạn như bước vô tiệm cà phê rất dũng dạc, cho em một ly camera. Camera. Mà ai cũng biết là ly caramel. Caramel. Em hiểu nó ngược. Em hiểu sao em nói ngược mà. Đầy tự tin. Xong có nhiều lúc bạn biết em chuẩn bị nói một câu ngược rồi nha, bạn nói cho suy nghĩ 3 giây. Thế là chứ. Trong đầu em luôn nói ngược lại cái điều mà thật ra là nó đáng lẽ là vậy phải. Có khi hồi xưa bà nói bà thích mình. Là không thích. Xấu thứ hai mà thật ra đáng kể nhất thì cho đến giờ em thấy bạn ấy cũng chỉ có đó là hơi tự tin thái quá về việc có thể giữ em bên cạnh. Trước đấy em xem nó như là một cái lợi thế của mình để mà mình có thể thoải mái rong chơi bên ngoài. Nhưng cơ bản là càng lúc em càng ý thức việc đấy thực sự là một cái mối hiểm họa lớn dành cho cái câu chuyện chung. Em mong cô ấy thay đổi điều gì nữa không? Cái mong muốn của em duy nhất luôn á đó, là bạn ấy hãy mềm mỏng đúng lúc thôi và phải biết
quyết liệt và quyết đoán khi cần thiết. Còn em có muốn Khoa thay đổi điều gì không? Em muốn Khoa bớt cảm xúc. Tính. À may quá. Có nghĩa là Khoa, cái cảm xúc của Khoa, Khoa không control được. Ừ. Có nghĩa là cảm xúc của bạn lên xuống mà như chơi tàu lượn cao tốc vậy đó. Có nghĩa là bạn có thể đang vui trên đỉnh như vậy và bạn có thể buồn ở dưới đáy. Cái mấu chốt ở vấn đề là như vậy nè. Thực sự là em là cái người mà hiểu Khoa rất là nhiều luôn. Chị cũng hiểu được Khoa đó là tại vì ông xã chị cũng có cái tem màu của Khoa. Cái kiểu của bạn này lại không phải làm nghệ thuật bình thường nữa, mà cái thẩm thấu về cái nghệ thuật của bạn á, nó có một cái gì đó nó là cá biệt. Bạn không làm cái gì thì thôi, chứ bạn làm cái gì là thôi, bạn quên hết, bạn chỉ có đau đáu vào một cái chuyện đó thôi. Chứ bạn đúng chị không? Chưa mới nhận định lại để hiểu đính nó đúng hơn cho em á. Em nói là em muốn tập trung với cái việc đó. Có nghĩa là khi mà bạn đã làm rồi, đừng có ai đụng gì tới bạn. Đúng rồi đó. Bạn có thể một tuần, hai tuần, một ngày, hai ngày, miễn là cái chuyện nó xong rồi bạn mới xả ra để bạn cập nhật những cái khác vô. Yeah. Thì ở đây thành ra là với Khoa đó thì là tự Khoa sẽ cải thiện được cái cuộc sống và cái cá tính cũng như cái cảm xúc của mình. Yeah. Không ai làm được điều đó cho bạn này. Dạ. Yeah. Đó, tự bạn sẽ cảm thấy rằng những cái lần mà mình như thế là mình sai thì bạn sẽ sửa. Còn ai nói là anh ơi cái này anh làm gì là sai rồi, không có đúng, bạn không thấy sai. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng, thì biết bạn, mình sai cũng sẽ không đúng. Làm theo nếu mà khi nào mà bạn tự cảm nhận bạn sai, bạn sẽ sửa. Ừ. Đó, thì chị đúng mặt tên luôn. Đúng không Khoa? Đúng không Khoa? Dạ, ngày đặc biệt lắm. Tại hôm nay đúng là ngày sinh nhật của vợ em luôn. Wow. Vậy đó hả? Dạ. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật em nha. Và đặc biệt là chúc cho hai em luôn luôn nắm tay nhau thật chặt. Siết tay nhau thật lâu. Lâu ha. Và mãi mãi đi với nhau trong suốt cuộc đời này.